Gia đình mình vui bất thỉnh hiện đã dần đi tới giai đoạn kết thúc sau khi những cao trào xảy ra trong mối quan hệ giữa Danh và Trâm Anh. Chính vì có màn kết hợp rất ăn ý trong hai bộ phim là 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình, Thanh Sơn và Khả Ngân liên tục được khán giả đẩy thuyền yêu đương ở ngoài đời thực. Tuy nhiên, mới đây, nam diễn viên Thanh Sơn lại bất ngờ lên tiếng đính chính mối quan hệ với Khả Ngân. Cụ thể, anh chàng đã xuất hiện trên một tài khoản mạng xã hội của người khác. Khi được hỏi rằng Danh và Trâm Anh có quay lại với nhau trong những tập cuối Gia đình mình vui bất thình lình hay không, Thanh Sơn đã bất ngờ trả lời, anh và Trâm Anh không liên quan tới nhau. Sau đó, nam diễn viên đã rất dì dỏm mà đưa ra lời giải thích rằng anh là Thanh Sơn chứ không phải Danh, nên việc Danh và Trâm Anh có hàn gắn được hay không thì phải chờ những tập cuối Gia đình mình vui bất thình lình lên sóng. Câu trả lời khéo léo này của nam diễn viên ngay sau đó cũng đã nhận được sự khen ngợi của đông đảo khán giả xem phim. Khán giả cho rằng việc Thanh Sơn từ chối tiết lộ các tình tiết của phim là đúng đắn. Bên cạnh đó, câu trả lời của anh chàng cũng rất tinh tế và gây được sự hứng thú đối với khán giả đang theo dõi bộ phim này. Thanh Sơn cũng nhiều lần úp mở khi nói về mối quan hệ ngoài đời với Khả Ngân. Anh không trực tiếp khẳng định hay phủ nhận chuyện hẹn hò với bạn diễn xinh đẹp mà chỉ tiết lộ cả hai luôn tôn trọng và dành cho nhau tình cảm chân thành. Bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình có sự góp mặt của cặp đôi Thanh Sơn và Khả Ngân hiện đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 21:30 các ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần. Mời các bạn đón xem! Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại! Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn!